Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gái Bản của mình. Tập phim hôm qua ở cầu NH thì các bạn đã biết là anh em đã làm phần móng của tường cánh với những cái hòn đá rất là khủng, dùng máy bê vào ấy các bạn ạ, một cái móng khối lượng rất là lớn. Thì hôm qua là bản làng than vào giúp, thì tiếp tục hôm nay chúng ta sẽ trở lại với cùng với anh em dân bản. Sáng nay mình điện cho anh em ở trong bản thì là bảo là hôm nay nghỉ, tôi không có người, mình cứ tưởng nghỉ thật. Thế lúc sau điện vào anh Tuyến hơn 8 giờ điện vào lại bảo hôm nay có anh em ở bản một bản nữa lên giúp. Đây không biết là bản gì đây. Mà đấy, vào đây thì anh em đã tự làm cây trống rồi bê đá các thứ này. Bên này A Thành với A Tuyến đang vận hành máy xúc. Chào chị em nhá. Mình ở bản nào đây? Cũng ở bản than à? Nhưng mà đây là tổ mấy? Tổ 1, hôm qua là tổ... À hôm qua, tức là... À tổ 1 chưa làm hai nhóm. Thế là hôm qua là làm một nhóm khác. Hôm nay là một nhóm khác. Hôm nay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em chỉ cần thế này thôi, không cần nhiều. Khi thế à thế à à, về cái này không phải nhẹ đâu nhỉ. Thế là làm buổi sáng hay làm buổi chiều? Cả buổi cả ngày. Như hôm qua là dở phết đấy, buổi chiều thiếu người quá, cả ngày mà. Nhưng mà một số người không biết nên là làm mỗi buổi sáng, một số người biết thì đến đây làm, một số người không biết rồi lại nghỉ ấy. Không, nhưng mà cố gắng là làm một ngày trọn vẹn, làm buổi sáng nó dở việc ấy. Mới hộ đi một ngày là đúng rồi. Thế chiều nay để cháu đi nhờ tí. Chiều nay làm một ngày một ấy đi. Một buổi nữa. Cho nó đủ ngày trọn vẹn. Không thì chiều nay tìm quân không được. Hôm nay bản nào hát đi dựng nhà hết. Không có ai ở đây đâu. Ừ. Ngoài như vậy à? Chào các anh nhá. Chào các ông các bà. Đấy, quả tường cánh ấy, à chưa? Đẹp thế nhỉ. Đây. Phần móng hôm qua anh em đã làm này, siêu kiên cố và chắc chắn các bạn ạ. Này, 2m1, 2m1 các bạn ạ, sát vào tường, sát vào tả ly luôn. Đấy. Bây giờ mình cho, à cái này không cần chống căng đâu mà. Cái này nó dạng như kiểu nó chắn vữa thôi, không phải bê tông đâu mà. Anh cứ chống vừa phải thôi. Một cái này chống hai cây được rồi, cây trên cây dưới được rồi quá à. 3 cây, cái này 3 cây. Làm này quá chắc. Cái này được. Này, bây giờ mình giật vào nhé các bạn nhé, vào 40 phân. Sao sáng nay không dỡ cái đấy ra luôn? Đỡ vướng. Cái móng tường cánh này dã man thật. Như thế này nó yên tâm các bạn ạ, nó không sợ bị ấy. Nó không sợ bị sạt lở và gãy tường cánh. Nhưng mà mình nghĩ là bên này là nó siêu chắc chắn, tại vì cái nền đất này, kể cả cái bên này này, nền đất của này của cái này là nó bản chất nó là nền đất liền thổ, đất cứng từ ngày xưa ấy. Bây giờ mình cào ra thì mình chỉ cào ra một ít thôi, như này mình đắp vào một ít thôi mà. Nên là cái áp lực đất mượn của nó không nhiều. Thành ơi, em trèo lên đây em buộc cho anh một cái sắt 10 ngang ra. Cái tường cánh này nó phải ăn, tức là lên trên nó phải có một cái mặt bằng khoảng 50 phân. Không phải xuống. Mày lên mày bẻ cái sắt 10 cái ra cho anh, xong buộc vào anh bảo cho. Được thôi, cái này nó không phải bê tông. Cái này không là xây đâu mà. Hả? Vữa thôi mà. Vữa nhưng mà nó không phải là mình đổ
như kiểu bê tông mà mình dạng xây thôi. Nó chỉ gọi là làm mặt đẹp mà. Chống như này ngang đổ bê tông rồi. Siêu chắc rồi. Thanh thanh thanh. Đây đây đây. Đây đây. Dưới chân em ơi. Bên trong bên trong bên trong. Ờ. Buộc vào nhá, sợ nó xô xuống người dưới này đây. Ôi. Thì sợ nó xô xuống đây, xuống người dưới này đây, chết dở đấy. Buộc vào hoặc chống vào đi. Lấy hai cái dây đi. Được rồi, chị em xúc đi. Chị em lấy cái ván đứng vào trong đây xúc. Xúc vữa nó chảy xuống đây đi. Cái đoán này nhiều ấy. Nó có hai cái tai ở đây đây. Một ba cái tai ấy. Thì anh Du ơi, có cái đoạn sợi trắng ngoài kìa. Đây, cái tường cánh này nó sẽ như thế này các bạn nhé. Ở dưới này 1 mét. Trên này 50 phân. Cót lên như này và ở đây cũng thế. Ở đây là gốc là to. Về đuổi, về sau. Về 6 mét kia là đuôi nó nhỏ thôi. 50 phân. Cứ vót thế này. Cái này... tốn rất là nhiều đá, cái chỗ đá này mình nghĩ trước chắc đã đủ được cái tường cánh phía bên này đâu. Khi mà cái trụ mà cái trụ mà làm xong cao này nó chưa có tường cánh nhìn nó nhỏ, khi mà đầy đủ hai bên tường cánh mà nhìn nó to lắm, nhìn nó có sự bề thế to. Được chưa? Thử phát em nào. Xem nó có trôi không. À, hôm nay quên mất không dội nước vào nhỉ. Cái này cũng hôm nay mưa cũng. À. Nó cao quá vào luôn rồi. Hai người ở dưới kia, ông với chú. Mà đợi nó xúc một lúc ra xong là dàn ra, dàn vữa ra. Đấy. Tuyến ơi, múc cái đá to vào đi. Đấy, dây chuyền rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rửa nó đi, rửa sạch sẽ đi. Cái này chỉ xếp được một loạt máy xúc thôi các bạn ạ, còn lên trên cao là phải người. Máy xúc chỉ ở tầm dưới thôi. Rồi, quay đây đi. Quay bên này đi. Quay máng bên này đi. Nữa đi, nữa đi. Ây dồi. Ôi. Anh ơi, xuống dưới anh săn cho em cái vữa kia ra phát. Anh em ở đây làm tốt thật đấy. Đấy. San san ra xong là cẩu đá to vào. Đỡ phần nào hay phần đấy.
Người nhá, lùi nhá. Cởi bốc cái dây ra được thật. Đất. Anh ơi, vệ sinh cái đất hộ em tí. Cho vào gốc kìa. Cho vào gốc ấy, trong gốc ấy. Tiến vào tí nữa. Sao về cắt 2 cây, 3 cây là đi được mà. Ô, cách ván ra cho em khoảng 3 phân nhá. Đừng cho nó sát vào ván, nó bóc ra là đá nó thò ra ngoài ấy. Đấy, đúng rồi. Thật giả vờ thả phát xem nào. Đây, cho 2 giây đi, và 1 giây vào đây đi. 1 giây vào đây đi. Một câu kia làm ăn nhanh lên. Ờ. Một lớp thôi anh nhé, đừng cho 2 lớp nhé. Cái hòn mỏng thì phải nghiêng lên, hòn tốn diện tích vữa, mất vữa. Thấp xuống nữa đi. Ôi. Trời, mấy hôm nay cứ sầm xì nhỉ, mưa suốt. Đổ đi, thấp xuống. Ôi. Đúng rồi, đi rồi. Để anh em xếp ra. Quá nhiều. Không biết là báo mưa mấy hôm anh nhỉ? Không nghĩ. Mưa từ cái hôm 4-5 hôm rồi quá. Hết cát rồi các bạn ạ, tình hình là hơi căng, kia đống cát kia còn có một tí thôi. À, chắc phải ra trung tâm cho ra chỗ các anh, hình như có một loại cát phải không anh? Có mà. Bây giờ á, lên đổ bê tông xuống. Tràn không xuống được. Ô tô không xuống được. Có xe đi được á? À, thế mai thử xem. Ây da, mưa dày hạt thế nhỉ. Vừa mưa vừa rét các bạn ạ, kiểu mưa xuân kiểu này. Căng thật đấy. Sao lại năm nay không biết là đào thế nào, đào hoa đào của nhà mình mấy cây trên hàng đây về trồng chả thấy nở nụ nào. Hay là nó nở mượn.
Ờ, mưa lại còn gió nữa, đúng rồi. Rét thật đấy. Mưa xuân. Người đẹp phải quay. Thôi được rồi. Đổ vữa đi, xúc vữa đi. Làm hai dây chuyền. Bên này một người đón nữa nhỉ. Cần không? Cần hai người không? Hai dây không? Ok, đây, cô ơi, đưa đây. Nhìn cái dây đỏ nhá, xếp nó phải thẳng. Tí lên trên nó vót quá nó lại không xếp được ấy. Nó phải có chân. Đúng rồi, to vào. Đủ chưa? Chị em này là ấy à, lấy chồng ở đây đấy chứ không phải là người ở đây đấy chứ. Em áo đỏ kiểu gì không phải là người trong làng này rồi. Quên mất rồi em ơi. Cho một người đi chặt chanh cây chuối để làm cái nước. Nước phải đặt mấy ống vào không là nó áp lực nó đẩy cho thì tan tành đấy. Quên mất đấy. Kia kìa, cây chuối kìa. Ui không khoan được đâu. Đặt cây chuối mà. Nó thông nước ở trong ra thôi mà. Chị ơi, chị mặc váy kia, chị đi lấy con dao chị chặt cái cây chuối kia ra cho em mấy đoạn. To cũng được. Không. Yên tâm. Hôm nọ phá đi một vườn kia hết rồi. Cả cây chứ. Cả cây cho nó thối đi là mai sau nó thành cái lỗ mà. Không cần bóc đâu. Cho anh ấy đi. Lao cắm sắt vào cốt phá ấy. Nếu nó đến chỗ nào thì mình chặt tí nhá. Chặt cho nó bằng đầu đi cơ, dao đầu ấy. Đấy đấy. Chặt cho nó bằng đầu xong là... Con dao của anh chặt đá. Thật bằng đấy, không là cái vữa nó chui xuống thì nó cũng không ra được đâu. Ừ, cái này. Đấy, đặt vào gần gốc nhất đấy. Cách gốc là khoảng 10 phân. Đấy. Đấy, phủ vữa vào kín vào xong là tí nữa. Chặt đi để lấy cái ngắn cho vào đoạn ngoài này. Đấy. Anh cứ cây to kia cách ra 1 mét.
tí lại nhạt đi. Đấy, quá đẹp. Ông ơi lấy khoảng 2-3 cây nữa. Rồi cứ để đấy. Xong. Bên này hai sư phụ không biết là sửa cái gì đấy. Không mang kích à? Cái này bằng gỗ chứ kích cái này nó chả vào ấy à? Đặt cái gỗ cái gì vào chứ? Có tấm ván không? Nó bị làm sao đấy? Con lá phanh. Trống, lấy cây trống ở đây này, để thế nó chả vỡ cái hộp cầu kia à? Trống nó trống cái gì lên chứ, để như này nó đè nó nặng nó chả cái hộp cầu kia nó chả ấy à? Nó bị làm sao đấy? Bó phanh á? Bong má rồi này. Bong má phanh. Hai thầy trò đường tăng tự sửa chữa. Ây da, dự án vườn rau của hai cán bộ này. Dự án vườn rau này chả biết là rau gì, trồng sen với quế các bạn ạ. Chỉ có cái gì đấy chị ơi? Nồi nấu rượu à? Vâng, đun rượu nhiều nhiều hôm nào à? À Tú uống với nhá. Cái này rau gì đấy hả Thành? Thành. Dự án rau kênh của A Tuyến với A Thành là mình vừa lập cho là cái kênh cái gì nhỉ? A Tuyến Team Gái Bản. Đấy các bác mà vào xem ủng hộ anh em hai anh em ở tại lán trại các bác nhé. Đây là dự án rau sạch. Không có phân do gì mới ổn không? Buồn nhiều lắm rồi đây. Ba gian hai trái. Một gian hai trái. Cành quế om hoa đu đủ. Anh ơi cho em một hai gầu vữa vào đây phát. Buổi sáng là 12 người các bạn ạ. 12 người lên được khoảng ở dưới kiểu nó to ấy nên là cũng lên được chậm thôi, lên được khoảng độ 80 phân rồi. Chiều nay lên tiếp, càng lên nó càng bé thì nó lại càng nhanh. Nó lên cao nó càng nhỏ. Hết vữa rồi đúng không? Đạt việc rồi, thế là ok rồi. Chiều nay tiếp tục nhá các cô các bác nhá. Tầm 1:30. Không mất được đâu mà bà. Cô lấy đi làm dùng mà. À thế. Bà. Ok. Nghỉ ngơi nhá. Chiều tiếp tục công việc các bạn ạ. Xem hai cán bộ này ấy đến đâu rồi, sửa chữa cơ. Máy móc đến đâu rồi. Nó bị làm bong má phanh á. Chưa tháng này tôi biết nhưng nó bó ở đâu này. Phải đâu ngoài đấy. Bó bánh
giáo sư An Thành thích lắm mẹ nhỉ. thích máy móc. Lúc mày ngó vào cái đít thôi, thổi cho phát ở trên cabin nghe thấy. Ôi ôi. Kiki. Ok. Kiki. Đây mà. Kiki đây. Kiki. Chó ngoan phết nhỉ. Thôi. Nấu cơm ăn cơm. Nước cả trong. Con bọ không Thành? Chắc đỡ nhiều đấy nhỉ. Đấy, tiếp tục công việc buổi chiều các bạn ơi. Buổi sáng hôm nay thì 12 người vào giúp, buổi chiều nay lại thấy có một nhóm mới các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Trên này 2 là 7. Cũng ở trong một cái bản ở ngoài kia thôi, nhưng mà người ta phân công từng nhóm một, từng tổ một. Tưởng đi được cả ngày nhưng mà đi một buổi thôi, buổi sáng, chiều lại thổ khác. Cái này thì áp Thành với áp Tuyến tháo cái bánh ra rồi, không biết là hỏng cái gì. Hai giáo sư này bong mó phanh mà nó có phải không? Không phải đúng không? Đây, những lúc nó trục trặc nhẹ như này là rất cần những người biết về xe cộ, về máy móc các bạn, để mà khắc phục sửa chữa. Mình thì chịu, mấy cái này thua, không biết đâu. Cái này đảo nguyên cát, nhưng mà cái cát này cát thô nó ngang như đảo bê tông luôn. Nó sáng nay làm các bạn, đây cát này nó lẫn cả cái sỏi suối ấy. Cái sỏi nhỏ, sỏi 1-2 suối ấy. Nhiều lắm, với lại cát nó thô nên là chắc chắn là chắc lắm. Cái này mình không đảo sỏi đâu, nguyên cát thô. Chiều nay đông hơn buổi sáng các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Vòng càng thôi. Chiều nay nó lên bé, lên nhanh mà. Tí là phải ghép con pha tiếp ấy. Sáng nay nó to. Càng lên bây giờ nó càng bé vào rồi. Hôm nay là bản này là cũng bản ngoài kia hả anh em? Em? Đó. Cũng người bản ngoài này à? Vâng. Tổ khác à? Chú... Cũng làng than. Thành ơi, tắt máy đi thôi, làm như sáng nay thôi. Đẩy máy ra bên kia để anh em. Đẩy cái gầu ra ngoài để anh em người ta múc. Người tài hay nhỉ. Trang phục ai đi làm cũng thấy có cái giỏ này, cái giỏ này chị đựng cái gì? Hả? Cái này đựng cái gì ở đấy mà ai đi làm cũng có cái này? À, nước. Chê mông. Chê mông đấy.
Ngày xưa là áo của áo người Tày đi làm này là áo như kiểu áo bà ba chứ đúng không chị? Dạ. Yeah. Cái áo của người Tày đi làm là như kiểu áo bà ba ấy đúng không? Đúng. Bây giờ ít người ấy đúng không? Ừ. Bây giờ ít ít mặc. Ừ. Ui rét thế nhỉ. Vừa mưa vừa rét. Lại thêm à. Tăng cường đội tuyển à. Đồng hê nhỉ. Chắc không phải đâu, đi đâu thôi. Tiếp tục lên một tầm cốt pha nữa. Nó vướng đinh sao em ạ? Đưa hộ cái búa. Đây này, đây búa này. Đây búa đây, đinh đây. Đấy, những cái công việc như này thì rất là cần cái sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau như thế này các bạn ạ. Đây là những hình ảnh rất là đẹp về tổ chức xã hội, về tình làng nghĩa xóm các bạn ạ. Đây là những người người ta ở ngoài nhé. Từ hôm qua đến hôm nay là hiện tại là đến hôm nay là tổ thứ 3 rồi, thì toàn là những người ở ngoài đấy. Họ cũng rất ít khi đi vào đây, nhưng mà khi có công có việc mà nhờ đến thôn bản ngoài thì họ cũng sẵn sàng là giúp đỡ, chia sẻ. Mỗi một hộ là trước tiên là mỗi một hộ một ngày đó. Sau hết một đợt thì lại tiếp tục là quay vòng lại. Đây, anh em ghép một cốt pha là chơi luôn hiện đại, là chơi hai mặt luôn các bạn ạ. Tháo ra là nét lừ đấy. Nhưng mà chú áo đen ơi, nhớ gõ cái bên cốt pha với nhá. Chú ơi, bên ngoài này, bên trong thì lấp đất thì không cần đâu, nhưng mà bên ngoài ấy. Ơi phía bên trên này hai đại ca này sửa xong được ô tô rồi cơ. Đấy, tự vặn tự tháo ra không, tự lắp chả biết là hỏng cái gì.
Đây, hết cát rồi, hai anh em đang đi chở cát đây. Máy nó bị sao, xe bị sao? Ôi, Thành ơi, nặng quá tí không lùi được đấy. Trơn quá các bạn ạ, mấy hôm nay mưa liên tục, khó thật đấy. Chỗ này nó đất mượn này này, nếu đất cấp phối thì lên được. Các tí bảo An Thành là một xe cấp phối ở đây được. Trơn quá, xong chưa? Hết rồi à? Làm như này nó tốn bê tông đó. hết vữa thật rồi. Thế bảo An Thành quay về đây để làm cho 4-5 bao nữa thôi nhỉ. Ô, cái chỗ này phải kiếm tấm ván vào. Thành ơi, quay về đây đảo vữa đó. À, nghỉ á? Chưa nghỉ được quá à? 30 phút thì đảo bằng tay được. Sợ đảo nhiều quá không làm được ấy. Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi giời, bây giờ mới có 3-4 được kém. Mưa to thì nghỉ. Điện thoại em chậm, chắc đi chậm một tí rồi. Hết chưa? Đây là gầu cuối cùng rồi. Ây da, cũng xây cũng liều đấy nhỉ. Từ dưới cái lên 2 tấm cốt pha là 2 mét. Bây giờ là đúng cao 2 mét tường đá đấy nhá. Từ dưới chân lên là 2 tấm cốt pha mà. 2 tấm cốt pha là cao 2 mét 4. Giờ được 2 mét rồi. Nguy hiểm phết đấy, không phải đùa đâu. Sốc ruột phết đấy. Hết rồi. Xong chưa? Rồi đấy. Hết sạch. Hết rồi. Hết rồi, các chị em ngóng lên ngơ ngác luôn. Hóng lắm rồi phải không? Hóng từ này lắm rồi. Bơm nước lên cái, lên cái bể cái. À, lên cái bồn cái.
bơm bơm nước vào cho nó ngâm. Đó. Không, rửa trong bồn thôi. Cái này tí nó nhấc lên. Ấy, một lượt đá nữa cơ mà. Ui. Mấy chị em ơi. Một lượt đá nữa cơ mà. Không may nó khô vào không xếp vào được đâu. Cho một lượt đá nữa mới ấy. Rồi. Đá một lượt nữa thôi. Nó có vứa thế này nó không ngoài khô bê tông vào không xếp đá mà nó làm sao nó ăn được nữa. Không cần nhọn đâu, cứ một lượt đá to lên được mà. Nó xếp như bình thường mình ấy. Cứ xếp như bình thường mình thôi. Đấy, rửa vệ sinh sạch sẽ thì là nghỉ thôi. Cái bồn này đảo đã thật đấy. Tôn nó dày các bạn ạ. Ngày xưa làm cái bồn kia, mua lại cái bồn cũ 5 triệu nhưng mà dùng được mỗi một đấy. Công trình luôn, hỏng luôn. Nó không nên mua bồn cũ vì người ta dùng nó ấy rồi. Nó sắt trước nó bị ấy rồi. Yếu rồi. Quay vào quá. Ừ, lên cao. Vừa rồi anh ạ. Sợ dưới chân nó ấy. Sợ dưới chân nó yếu là nó tụt xuống. Vậy là đã đạt được tường cánh cao lên khoảng 2 mét rồi. Còn khoảng không đến đâu, gần 2 mét nữa thôi. Tầm 2 mét nhưng mà càng lên cao nó càng nhanh thôi. Đấy, số đá các bạn nhìn không? Số đá, có một cái bãi đá này hết rồi đấy. Còn mỗi tí bên kia nữa. Quá tôn đá luôn. Trưởng thôn đang chấm công ơi. Đấy, cảm ơn bà con rất là nhiều. Hôm nay đã được số lượng khối lượng việc rất là nhiều. Nhiều công các bạn ạ, đạt công. Ok. Anh ơi, ngày mai cho một tổ thì khoảng bao nhiêu người anh nhỉ? 10 người á? Thế chắc phải cho 2 tổ, một tổ ở ngoài cái nhặt đá lên xe, một tổ ở trong này xây, chuyển đá kia sang xây nốt cái chỗ này là ổn. Ok các bạn ơi, có lẽ là video mình cũng xin phép và kết thúc tại đây. Tối rồi, ngày mai chúng ta hoàn thiện cái tường cánh bên này và đi ra ngoài trung tâm xã để bốc đá các bạn ạ. Bốc đá và lấy cát thêm nữa. Chắc phải ra ngoài chứ mới có trong này hết được. Thôi, nghỉ ngơi thôi.